Ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng giới thiệu trận thi đấu tiếp theo của buổi chiều ngày hôm nay ở nội dung bóng chuyền nữ bảng B diễn ra giữa hai đội. Đội trong trang phục áo đỏ quần đen là đội bóng chuyền nữ huyện Đà Bắc. Trong trang phục áo trắng đỏ quần đen là đội bóng chuyền nữ huyện Mai Châu. Hai đội thi đấu theo thể thức 3 thắng 2, mời trọng tài và hai đội làm thủ tục. Điều khiển trận đấu trọng tài số 1, ông Bùi Văn Dục. Trọng tài số 2, ông Nguyễn Hồng Giang. Đội hình ra sân của Đà Bắc như sau: số 5, Sa Thị Ánh Tuyết, đội trưởng. Số 3, Sa Thị Minh Huệ. Số 2, Sa Thí Hạ. Số 15, Đinh Huyền Chi. Số 9, Nguyễn Thu Huyền. Số 6, Đinh Thị Uyên Dư Bị. Số 11, Phạm Thúy Dương. Số 1, Bùi Thị Kiều Anh. Số 4, Đinh Thị Phương Thảo. Số 12, Đinh Thị Ngọc. Chỉ đạo viên ông Bùi Tiến Anh. Đội hình ra sân của Mai Châu: số 86, Hà Thị Hoài. Số 1, Vì Thị Như. Số 2, Đinh Phương Thảo. Số 10, Hà Thị Oanh, đội trưởng. Số 8, Hà Thị Quỳnh Như. Số 9, Kê Thị Phương Cúc. Số 6, Lò Thị Kiệp. Chào mừng các bạn đã quay lại trận đấu tiếp theo trong buổi chiều ngày hôm nay trong giải vô địch bóng chuyền vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2021 đang diễn ra tại sân vận động huyện Yên Thủy. Trong trận đấu đầu tiên giữa hai đội Lạc Sơn và đội thành phố Hòa Bình thì đội thành phố Hòa Bình đã giành chiến thắng 2-1 trước đội Lạc Sơn, và đây là trận đấu thứ hai giữa hai đội Mai Châu gặp đội Đà Bắc. Đội Mai Châu gần màn ảnh các bạn và đội Đà Bắc ở phía xa màn ảnh các bạn. Trọng tài đang làm thủ tục để cho hai đội vào sân thi đấu xét đấu đầu tiên. Cầu thủ số 86 của đội Mai Châu phát bóng. Ở vòng đấu bảng thì hai đội chỉ thi đấu trong 3 set thắng 2. Và điểm số đầu tiên đã được ghi cho Đà Bắc. Mọi người có thể vào kênh YouTube của Đặng Thế Tùng để xem lại trận đấu này vào buổi tối ngày hôm nay nhá. Mình đang live stream bằng điện thoại thôi. Điểm số lúc này đang là 1-0 nghiêng về Đà Bắc. 2-0. Ở trận đấu đầu tiên thì Lạc Sơn đã để thua đội thành phố Hòa Bình với tỷ số 2-1. Trong các trận đấu thứ 2 và thứ 3 thì điểm số rất là chênh lệch. Ở trận đấu thứ 2 thì Lạc Sơn thua với tỷ số 13-25. Và cuối cùng đội Mai Châu đã ghi điểm số đầu tiên 1-2. Trong trận đấu đầu tiên thì Lạc Sơn đã để thua thành phố Hòa Bình. Mọi người có thể xem lại trận đấu này trên kênh YouTube của Đặng Thế Tùng. Mình đang livestream bằng điện thoại. Hình ảnh có thể nó không được tốt lắm, mong mọi người thông cảm. Điểm số lúc này là 2-2. Nhắc lại với tất cả các bạn, đây là trận thi đấu bóng chuyền nữ trong khuôn khổ giải vô địch bóng chuyền tỉnh Hòa Bình năm 2021 đang diễn ra tại sân vận động huyện Yên Thủy giữa hai đội Đà Bắc ở phía xa màn ảnh các bạn và đội Mai Châu. Tỷ số lúc này đang là 3-2 nghiêng về Đà Bắc. Đây là những điểm số đầu tiên trong trận đấu thứ nhất. Ở phía đội Mai Châu thì có cầu thủ số 10 có hình thể rất là cao to so với đồng đội. Để xem cầu thủ này có thể hiện được nhiều không.
Buổi sáng ngày nay thì đội Lạc Sơn đã giành chiến thắng trước đội Đà Bắc 3 đều. Có vẻ như hai đội này ngang tài ngang sức. Điểm số đang được giằng co rất là quyết liệt. Ở phía đội Đà Bắc thì có cầu thủ số 5 nhá. Mọi người quan sát cầu thủ số 5 có gương mặt rất là xinh gái. 4-3 điểm cho Mai Châu. 4-3. Điện thoại mình chỉ còn khoảng 60% pin thôi. Khi nào hết pin thì các bạn cũng thông cảm. Điểm số lúc này đang là 4-3 nghiêng về Mai Châu. Đây là trận đấu đầu tiên các bạn nhé. Bóng ngoài sân. Phát bóng ra ngoài. Điểm đổi. Điểm cho Đà Bắc 4 đều. Đều. Bóng ngoài rồi. Điểm cho Mai Châu 5-4. Điểm cho Mai Châu 5-4. Cầu thủ tôi đang quan sát cầu thủ số 10 của đội Mai Châu này đúng chuẩn là một vận động viên bóng chuyền. Để xem cầu thủ này có thể hiện được nhiều về năng lực hay không. Trọng tài đang hội ý, không hiểu điều gì đang xảy ra. Lạc Sơn sáng nay thắng Đà Bắc, chiều lại thua thành phố. Điểm số lúc này đang là 5-4 nghiêng về Mai Châu. Bước 1 lỗi, điểm cho Mai Châu 6-4. Điểm cho Mai Châu 6-4. Lúc này thì tại sân vận động Nguyễn Thủy thì trời tương đối nắng nóng. Chắc chắn điều này sẽ ảnh hưởng tới thể lực của các cầu thủ trên sân. Bởi vì trong buổi sáng ngày hôm nay các đội đã phải thi đấu ít nhất là một trận rồi. 5-6. Thi đấu trên mặt sân bê tông thì nó còn khó chịu hơn rất là nhiều. Điểm số lúc này đang là 5-6 nghiêng về Đà Bắc. Phát bóng không qua lưới, điểm cho Mai Châu 6 trên lỗi 7-5. Rồi cho Mai Châu 7-5. Mọi người có thể xem lại trận đấu này trên kênh YouTube của Đặng Thế Tùng. Điểm cho Mai Châu. Điểm cho Mai Châu 8-5. Ở trận đấu đầu tiên trên sân nữ thì Lạc Sơn đã để thua thành phố Hòa Bình. Đây là trận đấu thứ hai. Mai Châu đang dẫn Đà Bắc 8-5 trong trận đấu đầu tiên. Đập bóng không qua lưới, điểm cho Mai Châu 9-5. Điểm số đã được gia tăng lên 4 rồi. Trong bóng chuyền này 4 điểm thì cũng là một điểm số khá an toàn. Trên lưng áo của các cầu thủ thì không ghi tên nên là tôi rất là khó để quan sát là cầu thủ đó tên là gì, mong các bạn là thông cảm. 6-9. Điểm cho Đà Bắc 6-9. Xin nhắc lại với tất cả các bạn, đây là trận thi đấu bóng chuyền nữ ở vòng đấu bảng trong khuôn khổ giải vô địch bóng chuyền nữ vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2021 đang diễn ra tại sân động huyện Yên Thủy giữa hai đội Đà Bắc và Mai Châu. Đà Bắc vừa ghi điểm số thứ 7. 7-9. Có lẽ hai đội này đi thi đấu ở xa huyện nên ít có cổ động viên đi theo. Như ở trận đấu đầu tiên thì cổ động viên Lạc Sơn rất là đông. Người Lạc Sơn thì rất hâm mộ bóng chuyền. Thứ hai nữa là từ Lạc Sơn xuống Yên Thủy chỉ có hơn 20 km thôi. Cổ động viên áp đảo thành phố Hòa Bình nhưng cuối cùng thì các vận động viên của Lạc Sơn đã không thể giành chiến thắng trước đội thành phố Hòa Bình. Điểm số lúc này đang 9-8 nghiêng về Mai Châu. Hai đội thi đấu tương đối là tẻ nhạt. Có lẽ trình độ của hai đội này cũng sàn sàn như nhau.
Cầu thủ số 3 tôi quan sát là đã ít nhất là 2 lần đập bóng không qua lưới. Điểm cho Mai Châu 18. Điểm cho Mai Châu 18. Một pha phát bóng tương đối hiểm của cầu thủ số 8 với đội Mai Châu, nhưng pha cuối cùng Đà Bắc đã ghi điểm thứ 9. Chỉ còn một điểm nữa thôi. Đà Bắc sẽ săn bằng tỷ số 10 đều. Lúc này tôi quan sát thì cổ động viên từ sân nam chuyển sang sân nữ cũng tương đối nhiều rồi. Bước 1 hỏng. Phát bóng tốt. Điểm cho Đà Bắc. Điểm cho Đà Bắc 10 đều. Những tiếng vỗ tay lẹt đẹt đã được vang lên khi hai đội hòa nhau với tỷ số 10 đều. Bóng ngoài rồi. Điểm cho Mai Châu 11-10. Điểm cho Mai Châu 11-10. Xin nhắc lại với tất cả các bạn, trong trận đấu đầu tiên thì đội Lạc Sơn đã để thua đội Thành phố Hòa Bình với tỷ số 1-2. Trong trận đấu thứ 2 và thứ 3 thì tỷ số điểm rất là chênh lệch. Trong trận đấu thứ 2 thì Hòa Bình thắng Lạc Sơn với tỷ số 25-13. Còn trận đấu thứ 3 thì còn đậm hơn, 25-10. Không hiểu cầu thủ số 10 định đánh bóng như thế nào, cuối cùng là điểm cho Đà Bắc 11 đều. Bóng vẫn còn. Điểm cho Mai Châu 12-11. Điểm cho Mai Châu 12-11. Mọi người có thể xem lại những trận đấu trong sân bóng chuyền nữ buổi chiều ngày 31 tháng 3 trên kênh YouTube của Đặng Thế Tùng nha. Mình quay bằng máy quay thì chắc chắn là hình ảnh nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Điểm cho Đà Bắc 12 đều. 12 đều. Ở vòng đấu bảng thì các đội chỉ thi đấu trong 3 set thôi, 3 tháng 2 chứ không đánh 5 set đâu. Chắn bóng không thành công, điểm cho Mai Châu 13-12. Cầu thủ cao nhất trên sân vừa đập pha bóng trúng tay chắn của các cầu thủ bên đội Đà Bắc. Hai đội đang giằng co nhau từng điểm một. Một pha bỏ nhỏ. Hai đội dừng bóng. Trọng tài đã yêu cầu dừng bóng. Để xem trọng tài bắt lỗi bên nào. Có lẽ đội Mai Châu đã đứng sai vị trí, điểm cho Đà Bắc. Điểm số lúc này đang là 12-13. Có lẽ là các cầu thủ đã đứng sai vị trí. Mình cũng không hiểu sâu lắm về bóng chuyền đâu các bạn ạ. Có gì mà không đúng thì mong các bạn thông cảm. Điểm cho Đà Bắc 13 đều rồi. 13 đều. Xin chào 31 người đang xem nhá. Trọng tài đã nổi còi. Có lẽ là Đà Bắc lỗi vị trí. Đà Bắc lại lỗi vị trí. Điểm cho Mai Châu 14-13. 14-13. Điểm cho Đà Bắc 14 đều. Điểm cho Đà Bắc 14 đều. Hai đội thi đấu tương đối tẻ nhạt. Có lẽ trình độ hai đội này chỉ dừng lại ở mức độ trung bình mà thôi, bởi vì buổi sáng ngày hôm nay thì đội Đà Bắc đã để thua trước đội Lạc Sơn. Điều đáng chú ý nhất trên sân lúc này đó là cầu thủ số 5 bên đội Đà Bắc. Nếu trong giải này có danh hiệu hoa khôi của giải thì chắc chắn cầu thủ này sẽ giành cái vương miện cao quý, đó là hoa khôi của giải bóng chuyền vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2021. Điểm số lúc này đang là 15-14 nghiêng về Mai Châu.
một pha bỏ nhỏ hết sức tinh tế của cầu thủ số 1 bên đội Mai Châu. Điểm cho Mai Châu 16-14. Điểm số đã được nâng lên 2 điểm rồi. Từ đầu trận đấu tới giờ thì hai đội giằng co nhau từng điểm một. Điểm cho Mai Châu 17-14. Điểm Mai Châu 17. Và cuối cùng huấn luyện viên đội Đà Bắc đã xin tạm dừng hội ý lần thứ nhất trong trận đấu đầu tiên. Đây đang là sân vận động huyện Yên Thủy các bạn nhá. Lúc này thì trời đã đỡ nắng rồi. Đây là trận đấu đầu tiên giữa hai đội Mai Châu và Đà Bắc. Điểm số lúc này đang là 17-14 nghiêng về đội Mai Châu. Ở trong trận đấu đầu tiên vừa diễn ra cách đây ít phút thì đội Lạc Sơn đã để thua đội thành phố Hòa Bình với tỷ số là 1-2. Và thời gian hội ý đã hết. Hai đội tiếp tục vào sân để thi đấu những điểm số tiếp theo trong trận đấu đầu tiên. Đặng Thế Tùng. Đặng Thế Tùng. Cầu thủ số 9 của đội Mai Châu vừa phát bóng ra ngoài, điểm cho Đà Bắc 15-17. Kênh YouTube Đặng Thế Tùng nhá. Facebook Đặng Thế Tùng nữa. Các bạn có thể xem lại những trận đấu của sân nữ trên kênh YouTube của Đặng Thế Tùng. Mình quay bằng máy quay chắc chắn hình ảnh nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Điểm cho Mai Châu 18-15. Tốt, điểm cho Mai Châu 18-15. Lạc Sơn để thua thành phố rồi bạn Hoan nhá. Thành phố vừa giành chiến thắng trước Lạc Sơn. Đây là trận đấu thứ hai trên sân nữ. Mai Châu đang dẫn Đà Bắc với tỷ số 18-15 trong trận đấu đầu tiên. Chúng tôi quan sát bên Mai Châu thì có nhiều cầu thủ cao mập hơn bên Đà Bắc. Điển hình là cầu thủ số 10 bên đội Mai Châu. Có lẽ cầu thủ này là cầu thủ cao nhất trên sân. Bên cạnh đó cũng giành luôn vị trí là to nhất nữa. Bóng vẫn còn. Và cuối cùng thì cầu thủ số 1 bên đội Mai Châu đã ghi điểm số thứ 20. Và lúc này điểm số đã được gia tăng lên 5 điểm. Một điểm số tương đối an toàn, không qua lưới. Phát bóng qua lưới. Điểm cho Đà Bắc 16-20. Điểm cho Đà Bắc 16-20. Xin nhắc lại với tất cả các bạn, đây là trận thi đấu bóng chuyền nữ giữa hai đội Mai Châu phía gần màn ảnh các bạn gặp đội Đà Bắc trong khuôn khổ giải vô địch bóng chuyền huyện vô địch bóng chuyền tỉnh Hòa Bình năm 2021. Rất tuyệt vời. Trong khi tôi đang bình luận thì cầu thủ Hoa Khôi trên sân đã ghi điểm 17-20. Điểm cho Đà Bắc 17-20. Đây là những diễn biến cuối của trận đấu đầu tiên. Điểm số lúc này đang là 20-17 nghiêng về Mai Châu. Ở trận đấu đầu tiên thì Lạc Sơn đã để thua thành phố Hòa Bình. Sau trận đấu này là trận đấu còn một trận đấu nữa. Một pha đánh bóng hết sức khó hiểu của cầu thủ số 2 bên đội Mai Châu. Điểm cho Đà Bắc 18-20. Còn 2 điểm nữa thôi Đà Bắc sẽ san bằng tỷ số 20 đều. Để xem các cầu thủ Đà Bắc có làm được điều đó hay không nhá. Đánh bóng chạm lưới. Điểm cho Mai Châu 21-18. Cầu thủ có số áo 86 này có hình thể rất là cân đối. Bye.
rất tốt. Cầu thủ số 10 vừa ghi một điểm rất tốt. Pha bóng mà cầu thủ này ghi không khác gì những cầu thủ bóng chuyền nam. Mai Châu nâng điểm số lên 22-18. Bóng ngoài. Điểm cho Đà Bắc 19-22. Điểm cho Đà Bắc 19-22. Mọi người có thể xem lại những trận bóng chuyền nữ của buổi chiều ngày 31 tháng 3 trên sân trên kênh YouTube của Đặng Thế Tùng nhá. Lúc này tôi đang live stream bằng điện thoại nên hình ảnh nó không được tốt cho lắm. Quá tuyệt vời. Và đến lúc này thì cầu thủ số 10 đang là người nổi trội nhất trên sân. Nổi trội về chiều cao và trình độ. Những pha đập bóng của cầu thủ này hầu như các cầu thủ bên đội Đà Bắc không có phản ứng gì cả. Điểm số được nâng lên 23-19. Chỉ còn 2 điểm nữa thôi. Đội Mai Châu sẽ giành chiến thắng trong trận đấu đầu tiên. Và lại là cầu thủ số 10 ghi điểm thứ 3 liên tiếp cho đội. Điểm cho Mai Châu. 24 rồi. Có lẽ đây có thể là tình huống bóng cuối cùng trong trận đấu đầu tiên giữa đội Mai Châu và đội Đà Bắc. Điểm số lúc này đang là 24-19 nghiêng về Mai Châu. Và cuối cùng thì Đà Bắc đã ghi điểm số thứ 20. Và lại cầu thủ số 10 ghi 4 điểm liên tiếp. Và trận đấu đầu tiên đã kết thúc. Đội Mai Châu giành chiến thắng trước đội Đà Bắc với tỷ số 25-20. Mình đang live stream bằng điện thoại. Nếu mà khi bị ngắt live stream thì có thể là do hết pin, các bạn thông cảm nhá. Hiệp đầu thứ nhất, Mai Châu tạm thời dẫn trước Đà Bắc với tỷ số 1-0. Mai Châu dẫn Đà Bắc 1-0 trong trận đấu đầu tiên. Ở trận đấu đầu tiên của buổi chiều ngày hôm nay trên sân nữ thì đội Hòa Bình đã giành chiến thắng trước đội Lạc Sơn với tỷ số 2-1. Tôi quan sát ở bên sân nữ thì cổ động viên nam chiếm đa số. Ở Việt Nam thì bóng chuyền nữ được người dân hâm mộ hơn bóng chuyền nam rất là nhiều, bởi vì vẻ đẹp của bóng chuyền nữ có thể nó rất là đặc biệt mà các cầu thủ nam không thể có được. Rất tiếc là ở khu vực Đông Nam Á thì Việt Nam chưa một lần vượt qua được Thái Lan. Ở Đông Nam Á thì bóng chuyền nam và nữ Thái Lan thì vô đối. Xin nhắc lại với tất cả các bạn, lúc này tôi đang có mặt tại sân vận động huyện Yên Thủy, đang live stream trận đấu bóng chuyền nữ giữa hai đội Mai Châu và đội Đà Bắc. Trong trận đấu đầu tiên thì đội Mai Châu đã giành chiến thắng trước đội Đà Bắc với tỷ số là 25-20. Và các cầu thủ đang nghỉ. Và bây giờ hai đội đã hết thời gian nghỉ và tiếp tục quay lại sân để thi đấu trận đấu thứ hai. Trong khuôn khổ vòng đấu bảng thì hai đội chỉ thi đấu 3 set thắng 2. Nên trong trận đấu này thì đội Đà Bắc bắt buộc phải thắng thì mới có hy vọng ở trận đấu thứ 3. Bởi vì Đà Bắc để thua trận này coi như để thua chung cuộc. Trận đấu này thì cổ động viên của hai đội tương đối ít, bởi vì có thể là Mai Châu và Đà Bắc khá xa so với Yên Thủy. Ở trận đấu đầu tiên thì cổ động viên Lạc Sơn rất là đông. Nhưng rất tiếc là các cầu thủ Lạc Sơn đã không đem lại niềm vui cho các cổ động viên khi để thua thành phố Hòa Bình với tỷ số là 1-2.
Ở phía đội Đà Bắc thì có cầu thủ số 5 nha các bạn nha. Cầu thủ số 5 là cầu thủ rất là đáng chú ý. Bên Mai Châu thì có cầu thủ số 10. Và trận đấu thứ hai đã bắt đầu. Đội Đà Bắc phát bóng. Mình live stream đến khi nào mà hết pin thì thôi nha các bạn thông cảm nhá. Bởi vì hôm nay mình cũng không chủ định. Bóng trong sân. Điểm cho Đà Bắc 1-0. Điểm cho Đà Bắc 1-0. Chắn bóng tốt, điểm cho Mai Châu 1-1. Điểm cho Mai Châu 1-1. Các bạn có thể xem lại những trận đấu trong sân nữ của buổi chiều ngày 31 tháng 3 tại kênh YouTube của Đặng Thế Tùng. Điểm cho Đà Bắc 2-1. Điểm cho Đà Bắc 2-1. Cầu thủ số 10 là ghi điểm thứ 2 dành cho Mai Châu. Điểm số lúc này là 2-2. Điểm cho Mai Châu 2-2. Cầu thủ số 10 này là một cầu thủ rất nổi trội trên sân. Ở những tình huống cuối cùng trong trận đấu đầu tiên thì cầu thủ này đã ghi 4 điểm liên tiếp. Cầu thủ số 5 Đà Bắc vừa ghi điểm 3-2. Đá bóng tốt, điểm cho Đà Bắc 3-2. Cầu thủ số 10 với đội Mai Châu đập mà một pha bóng rất là cắm nhưng rất tiếc là chưa ăn điểm. Và cuối cùng đến pha bóng thứ hai thì cầu thủ này đã bỏ nhỏ và ghi điểm Mai Châu 3-3. 3-3. Mai Châu ở phía xa màn ảnh các bạn nhá. Hai đội này đều có trang phục áo đỏ quần đen nên rất là khó quan sát. Bước 1 lỗi. Phát bóng tốt, điểm cho Mai Châu 4-3. Điểm cho Mai Châu 4-3. Phát bóng ra ngoài. Điểm cho Đà Bắc 4-4. Cầu thủ số 5 vừa điểm cho Mai Châu. Tặng đội Mai Châu 5, một điểm. 4. Điểm cho Mai Châu 5-4. Phát bóng ra ngoài. Và đội Mai Châu đã rất fair play, đã đánh bóng ra ngoài để trả lại đội Đà Bắc. Điểm số lúc này đang là 5-5. Hai đội này có trình độ tương đồng nên có nhiều lúc hai bên giằng co nhau rất là lâu. Một pha gõ bóng lòng tay. Điểm cho Mai Châu. Cuối cùng đội Mai Châu đã ghi điểm thứ 6. Xin nhắc lại với tất cả các bạn, đây là trận bóng chuyền nữ trong khuôn khổ giải vô địch bóng chuyền huyện Lạc Sơn năm 2021 đang diễn ra tại huyện Yên Thủy giữa hai đội Mai Châu ở phía xa màn ảnh và đội Đà Bắc. Kênh của mình là kênh gì? Kênh Đặng Thế Tùng. Điểm cho Mai Châu. Đặng Thế Tùng. 7-5. Điểm cho Mai Châu 7-5. Điểm cho Mai Châu 8-5. Điểm cho Mai Châu 8-5.
đánh bóng không qua lưới. Điểm Đà Bắc. Đánh bóng không qua lưới. 6-8. Điểm cho Đà Bắc. 6-8. Đây là trận đấu thứ hai các bạn nhá. Trong trận đấu đầu tiên thì Mai Châu đã giành chiến thắng trước Đà Bắc với tỷ số là 25-20. Đây là trận đấu thứ hai. Mai Châu đang dẫn Đà Bắc với tỷ số là 8-6. Điểm cho Đà Bắc 7-8. Điểm cho Đà Bắc 7-8. Ở vòng đấu bảng thì hai đội chỉ thi đấu trong 3 set mà thôi. Nên trong trận đấu thứ hai này đội Đà Bắc phải quyết tâm rất là lớn nếu không muốn để thua trong cả trận. Điểm cho Mai Châu 9-7. Điểm cho Mai Châu 9-7. Các bạn có thể xem lại các trận bóng chuyền nữ trên chân nữ trong buổi chiều ngày 31 tháng 3 trên kênh YouTube của Đặng Thế Tùng nhá. Mình quay bằng máy quay thì chắc chắn là hình ảnh nó sẽ sắc nét hơn rất là nhiều. Điểm cho Mai Châu, chiến đấu Đà Bắc 8-9. Rất tuyệt vời, cầu thủ số 5 Hoa Khôi. Đập bóng tốt. Hoa Khôi trong mắt tôi 9 đều. Còn không biết hiểu các bạn này có coi cầu thủ số 5 là Hoa Khôi hay không. Đã vừa ghi điểm. Cầu thủ này vừa là đội trưởng của Đà Bắc. Rất cắm. Mỗi khi cầu thủ số 10 của đội Mai Châu ra tay thì tôi nghĩ là đến 90% là ăn điểm. 10, 9. Cầu thủ này đánh bóng rất là chắc. Thứ hai nữa là có chiều cao vượt trội so với các cầu thủ ở trên sân. Chín mười, tuyệt vời. Cuối cùng đội Mai Châu vẫn đỡ được và cuối cùng đội Đà Bắc đã ghi điểm thứ 10. Điểm cho Đà Bắc 10 đều. 10 đều. Hai đội đang giằng co nhau từng điểm một. Đây là trong trận đấu thứ hai. Trận đấu đầu tiên thì Đà Bắc đã để thua Mai Châu. Lại cầu thủ số 10. Lần này thì các cầu thủ Đà Bắc đã đỡ được bóng. Rất hay. Tốt. Điểm cho Đà Bắc. Trong thời gian gần đây thì 10. Hầu như cầu thủ số 5 của đội Đà Bắc là người ghi điểm. Và lần đầu tiên đội Đà Bắc đã vươn lên dẫn trước 11-10. Tiếc quá, phát bóng ra ngoài rồi. Điểm cho Mai Châu 11 đều. Điểm cho Mai Châu 11 đều. Mình buổi sáng ngày hôm nay đi làm nên mình không thể quay được các trận thi đấu bóng chuyền tại sân Yên Thủy các bạn nhé. Chỉ chiều nay mình mới quay được thôi. Điểm cho Mai Châu. Điểm cho Mai Châu 12-11. 12-11. Ở trận đấu đầu tiên thì Lạng Sơn đã để thua thành phố. Một pha đánh bóng bằng hai tay của cầu thủ số 9 bên đội Đà Bắc. Điểm số thứ 12. Điểm cho Đà Bắc 12 đều. Cầu thủ số 15 của đội Đà Bắc nhìn có nhìn thân hình rất là nhỏ con. Lại cầu thủ số 10 ra tay. Lần này thì không đánh bóng mạnh mà chỉ là một pha gõ bóng. 13, 12. Điểm cho Mai Châu 13, 12. Ở bên chân nữ thì cổ động viên nam rất là đông. Tôi cũng không hiểu lý do gì mà lại đông cổ động viên nam đến như vậy. Cầu thủ số 5 của đội Đà Bắc xứng đáng là đội trưởng. Bởi vì mỗi lần cầu thủ này đánh bóng thì đều có lực rất là mạnh. Điểm Mai Châu 14-12 và đội Đà Bắc xin tạm dừng hội ý. Lần thứ nhất trong trận đấu thứ hai. Đà Bắc xin hội ý. Tỷ số lúc này đang là 14-12.
Bây giờ mình sẽ phỏng vấn một số vận động viên nam, à xin lỗi, một số cổ động viên nam là lý do tại sao mà các anh lại đi xem bóng chuyền nữ nhá. Em chào anh nhá. Cơ quan đang như thế đấy. Vâng vâng. Đang trốn. Lý do tế nhị bởi vì các anh đang trốn việc nên không thể trả lời phỏng vấn được. Và các bạn lại tiếp tục quay lại với những diễn biến trong trận đấu thứ hai. Tỷ số lúc này đang là 14-12 nghiêng về Mai Châu. Nếu mà Mai Châu giành chiến thắng trong trận đấu này thì sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Bởi vì trong trận đấu đầu tiên các cầu thủ Mai Châu đã giành chiến thắng trước Đà Bắc với tỷ số là 25-20. Điểm cho Mai Châu 15-12. Bóng vừa chạm lưới. Và cầu thủ số 3 của Đà Bắc đã dùng chân để đỡ bóng nhưng rất tiếc là bóng đã bay ra ngoài. Điểm cho Mai Châu 16-12. Một pha bóng chạm lưới nên các cầu thủ Đà Bắc bị bất ngờ. Đánh bóng không qua lưới, điểm cho Mai Châu 17-12. Mai Châu 17-12. Phát bóng không qua lưới, điểm cho Đà Bắc 13-17. Điểm cho Đà Bắc 14-17. Tốt, điểm cho Đà Bắc 14-17. Bước 1 lỗi, điểm cho Đà Bắc 15-17. Cố lên số 5 ơi. 15-17. Có lẽ cầu thủ số 5 đang đem lại may mắn cho các cầu thủ Đà Bắc đã lên điểm số thứ 15 rồi. Và cuối cùng Mai Châu đã cắt được cầu lên điểm của đội Đà Bắc, điểm cho Mai Châu 18-15. Chào 41 anh em đang xem nhá. Các bạn có thể xem lại những trận thi đấu bóng chuyền trên sân nữ của chiều ngày 31 tháng 3 trên kênh YouTube của Đặng Thế Tùng. Mình quay bằng máy quay chắc chắn là hình ảnh nó sẽ tốt hơn. Điểm cho Mai Châu 19-15. Điểm cho Mai Châu 19-15. Điểm số đang là chênh lệch nhau 4 điểm. Trong trận đấu đầu tiên thì Mai Châu đã giành chiến thắng. Nếu mà trận đấu thứ hai thì Mai Châu chiến thắng thì có nghĩa giành chiến thắng chung cuộc. Bóng vẫn còn. Một pha đánh bóng rất mạnh của cầu thủ số 10 bên đội Mai Châu. Điểm cho Đà Bắc 16-19. Điểm cho Đà Bắc 16-19. Chưa thấy có ai đi nhặt bóng cho các vận động viên. Cố lên Đà Bắc ơi. 16-19 rồi. Rất tốt. Điểm cho Đà Bắc 17-19. Bóng vẫn còn. Cầu thủ số 3 bên đội Đà Bắc có thân hình mảnh khảnh nhưng có sức bật tương đối tốt. Mai Châu vừa bỏ nhỏ không thành công. Bóng vẫn còn.
hai đội đang phối hợp để ghi điểm nhưng chưa thành công. Và cuối cùng đội Mai Châu đã ghi điểm, trọng tài cho rằng cầu thủ thứ ba của đội Đà Bắc đã chạm tay vào lưới. 20-17. Điểm cho Mai Châu 21-17. Điểm cho Mai Châu 21-17. Nâng sáng à. Và đi đội Mai Châu đã ghi điểm số 22. Mai Châu 22-17. Điểm cho Đà Bắc 18. Điểm cho Đà Bắc 18-22. Các bạn có thể xem lại trận đấu này trên kênh YouTube Đặng Thế Tùng nhá. Cầu thủ số 3 bên đội Đà Bắc đánh bóng không có lưới, điểm cho Mai Châu 23-18. Có lẽ trong xét đấu thứ hai này đội Mai Châu lại tiếp tục giành chiến thắng, chỉ còn 2 điểm nữa thôi. Điểm số lúc này đang là chênh lệch nhau là 5 điểm, rất là khó cho đội Đà Bắc có thể gỡ hòa. Điểm cho Đà Bắc. Điểm cho Đà Bắc 19-23. Bóng trong sân, vẫn là cầu thủ số 5 bên đội Đà Bắc, cầu thủ đội trưởng của đội Đà Bắc. 20-23. Xin nhắc lại với tất cả các bạn, đây là trận thi đấu bóng chuyền nữ giữa hai đội Mai Châu và Đà Bắc trong khuôn khổ giải vô địch bóng chuyền nữ vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2021 diễn ra giữa hai đội Mai Châu phía xa màn ảnh các bạn. Điểm số trong trận đấu thứ hai đang là 24-20. Trong trận đấu đầu tiên thì Mai Châu đã giành chiến thắng trước Đà Bắc. Hết. Và cuối cùng điểm số thứ 25 đã được ghi cho Mai Châu. 25-20. Đội Mai Châu giành chiến thắng 2-0 trước đội Đà Bắc. Xin cảm ơn các bạn đã xem livestream của mình nhá. Xin chào tạm biệt. Kết thúc trận đấu. Mai Châu thắng Đà Bắc với tỷ số 2-0.